Ban Chỉ huy quân sự Huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng đào tạo, tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Huyện Đất Đỏ đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho Ủy ban dân huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu động viên, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023. Đảm bảo biên chế đúng, đủ quân số huấn luyện đạt 98% trở lên. Các xã thị trấn bảo đảm 100% quân số tham gia. Trên cơ sở chỉ tiêu do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao, Ban Chỉ huy quân sự Huyện Đất Đỏ đã hiệp đồng với các đơn vị về đối tượng, chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn cán bộ, tập huấn trung đội, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự, đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên. Các đơn vị cũng thống nhất rõ trách nhiệm của địa phương giao nguồn và đơn vị nhận nguồn về, thời gian địa điểm giao nhận, phối hợp phúc tra chọn nguồn đào tạo, bổ túc huấn luyện quân nhân dự bị, tiếp nhận kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, huấn luyện, chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị.